Chào các bạn nhá, hôm nay bên nhà vườn Đạt Nhung có một lô trà thơm, trà hồng thơm mọi người nhá, siêu nụ. Chưa có một lô trà nào đẹp như thế này mọi người ạ. Đây để em quay gần cho mọi người xem nhá. Rất là sai nụ. Cây cực kỳ đẹp mà thoát dáng. Cây này trồng chậu thì không có điểm chê luôn. Rất là đẹp này, cây đây cây này cũng thoát dáng này. Nói chung là ở dáng thế nào thì cây cũng vẫn rất là xinh xắn. Mỗi cây một vẻ và hoa thì y như nhau. Hoa thì y hệt như nhau luôn mọi người nhé. Rất là sai hoa. Và đặc biệt ở giống trà hồng thơm này là nó ra hoa quanh năm. Đó, cây này cao được 1 mét, hơn 1 mét đấy mọi người ạ. Cả chậu là hơn 1 mét nhé. Cây rất là đẹp. Những bông này là sắp nở, trong vòng khoảng 1 tuần tới là nở. Và độ bền hoa của hoa có thể đạt lên đến khoảng 2 đến 3 tuần. Đây là những bông mà nó bắt đầu chớm mọi người nhé. Rất là xinh xắn đúng không ạ? Đây bông này thì chớm nở rồi, nhưng mà bông này là do nó ở trong kiện em gỡ nó ra này. Một cái cây này thì sai nụ, sai đóng keo luôn mà. Bác nào mà lấy trà hồng thơm tứ quý này thì liên hệ trực tiếp với bên nhà vườn Đạt Nhung. Địa chỉ nhà vườn là ở khu 31 hectare phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Hàng giá tận gốc không qua trung gian. Nhưng cây này đẹp quá ạ. Cây này thấp thấp thôi nhưng mà tán lại rất là đều ạ. Và cân tán ạ. Bác nào mà lấy thì inbox ngay nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video nhà em ạ.